Alo, xin chào tất cả các anh chị. Thì bây giờ em sẽ mời các anh chị cùng đưa em với em lên đỉnh núi, và bây giờ mình đi vào phòng cáp treo của anh chị ha. Và xin mời các anh chị theo chân mình nha. Bây giờ ở trong phòng cáp treo á, của anh chị thì rất là nhiều luôn, rất là nhiều khách luôn. Thì coi như là ở bên kia cũng có bên lượt, bên kia là đi về của anh chị, ở trên kia là đang ở trên cáp treo đi xuống, rất đông luôn. Bây giờ mình đem mình lên cáp treo. Mình đi vào, mình đi nơi nào? Lên đỉnh. Các bác anh chị, thì bây giờ mình đi đang đi vô đường đi lên đỉnh rồi các bác anh chị. Em thấy là ở bên đây là rất là đông luôn các bác anh chị. Rất là nhiều người đang đứng chờ để mà đi lên nè. Rất rất là đông luôn các anh chị ơi. Giờ mời các anh chị mình vào thang máy được các anh chị ơi. Cái đường này là đường đi vô nhà ga đó các anh chị, thì đi qua những cái cánh cửa như thế này, những cái này người ta đẩy ngăn ra đợi cho người ta xếp hàng, đừng có cho có trật tự đó các anh chị. Thì các anh chị thấy video hay hãy cho em một lượt chia sẻ ha, một lượt đăng ký kênh. Ngồi bên kia đi con, ngồi bên kia con, ngồi bên kia chú qua đây con. YouTuber. Bây giờ mình sắp ra khỏi nhà ga nè các bác chị. Wow. Ý cha. Trời đất ơi. Cái cảm giác mà đi 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 cáp treo là lần nào là như là từ nào mình mới đi của bác chị ơi. Nó lần lần mà nó sợ sợ sao á. Nó lâng lâng mà nó xa đâu á. Bên bên bên
Cái này là mình y chà, trời đất ơi, giống chang, giống chang gượng sống quá vậy. Cái này là mình lên tới tới đỉnh luôn các anh chị. Cái này mà đi lên thì nó thấy nó chậm hơn, đi xuống xuống thấy thì rất lẹ quá vậy. Nó kéo lên thì nó kéo lên nó thì làm như là nó hơi chậm quá anh chị. Trời đất ơi. Ở đây mình dòm xuống mình thấy cái bãi xe nó nhỏ xíu luôn các bạn chị. Ở đây là mình dòm thấy ngoài đó là hồ Dầu Tiếng, nó rất là rộng luôn các anh chị. Hồ Dầu Tiếng làm như là bây giờ nó là thuộc tỉnh Bình Dương rồi các anh chị. Đó, hồ Dầu Tiếng ngoài này kia trông rất là rộng luôn. Ở đây mình dòm ra ngoài rồi mình thấy bên kia là như là cái dãy núi đó là bên kia là như là núi Cậu quá anh chị. Bên kia có dãy núi là núi Cậu. Ý dạ. Như vậy là nó lên hai cái luôn ta, bên đây cũng lên đến đỉnh rồi, bên kia cái, đây cái nữa nè. Ù lỗ tai luôn hả? Đúng rồi, lên trên cao ù vậy à. Con thấy quá trời ù luôn rồi, còn gì nữa. Rực rỡ gì đẹp cái mồ. Đẹp không? Hello. 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 Ủa cái này là khách chưa? Hả? Đó, đó. Từ trên cáp treo mình nhìn xuống là thấy rất là đẹp luôn các anh chị. Còn có dãy rừng, rừng nó nằm ở dưới cái đỉnh núi của anh chị. Đó, đây đây là lên trển khoảng 200 mét nữa là tới đỉnh rồi các anh chị. Thôi thôi con ngồi lên đi, không được ngồi xuống. Ngồi 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 với anh ai. Đó thì lên khoảng 100 mét là tới đỉnh núi Bà rồi các anh chị. Ở bên kia thì mình thấy có một cái dãy cáp treo nó luôn anh chị, thì lên tới đỉnh là có hai dãy. Ở bên mình đi là một dãy và bên kia là một cái đường lên nữa là hai đường lên của anh chị. Đêm này tới chỗ rồi nè. Bye. 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 Bye.
Rồi, vô tới nhà ga rồi các anh chị ơi. Giờ mình ra ngoài rồi các anh chị. Ra ngoài đây có nó mát ghê luôn á, tổng nó hầm ghê luôn á. Wow, vô đây nó mát các anh chị ơi. Đi thang máy lên nữa quá chị ơi. Và bây giờ thì cuối cùng mình cũng đã tới đỉnh rồi quá anh chị. Ở đây là đỉnh núi Bà An. Thì video mình đến đây tạm dừng ha quá chị. Thì một chút nữa mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho quá chị mình xem. Thì quý anh chị thấy video hay hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều và em chúc các anh chị một năm mới thật vui vẻ, an lành, vạn sự như ý ạ.